Xin chào tất cả các bạn. Manta Network là dự án đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của cộng đồng crypto trong khoảng thời gian vừa qua, kể từ sau khi mà cái giải pháp Layer 2 của họ là Manta Pacific chính thức mainnet. Đây là dự án đã huy động thành công 25 triệu đô cho vòng gọi vốn Series A với sự dẫn đầu của những quỹ đầu tư lớn như là Polychain Capital, Farming Venture, với định giá lên đến 500 triệu đô vào tháng 7 2023 năm ngoái. Bên cạnh đó thì Manta Network cũng vừa trở thành dự án long pool lần thứ 44 trên Binance, và token Manta của họ sẽ đồng loạt được list trên các sàn giao dịch lớn vào ngày 18 tháng 1 sắp tới đây. Rõ ràng thì Manta Network đang tạo ra khá là nhiều tiềm năng lớn trong cộng đồng crypto vào những ngày qua. Vậy thì dự án này có gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Manta Network là hệ sinh thái modular blockchain dành cho các ứng dụng Zero Knowledge. Cụ thể hơn thì Manta Network sẽ cung cấp hai mạng lưới blockchain, bao gồm thứ nhất là Manta Atlantic, là một blockchain Layer 1 trên Polkadot, giúp cung cấp danh tính và thông tin xác thực cho Web3 thông qua cái công nghệ là ZKSBT, tức là Manta Network Zero Knowledge Southbound Token. Và thứ hai là Manta Pacific, là một blockchain Layer 2 trên Ethereum dành cho các ứng dụng Zero Knowledge tương thích với lại máy chủ EVM. Ok, về cụ thể hơn thì thứ nhất, chúng ta sẽ nói qua về Manta Atlantic. Thì Manta Atlantic là một cái blockchain Layer 1 hỗ trợ nhận dạng tuân thủ on-chain. Thì mạng lưới blockchain này sẽ cung cấp những cái bộ sản phẩm cốt lõi bao gồm như là ZK NFT này, các dự án staking và cái hệ sinh thái cung cấp quyền truy cập thân thiện với người dùng. So với các giải pháp Zero Knowledge Layer 1 khác thì Manta Atlantic đang tập trung nhiều hơn vào cái việc là lớp thông tin xác thực với lại cái khả năng áp dụng thực tế cho phép các dự án tương tác mà không cần xử lý bất kỳ một cái công đoạn mã hóa nào. Cơ sở hạ tầng của blockchain Manta Atlantic đã được phát triển trong vòng 2 năm với hệ thống địa chỉ dựa trên tài khoản công cộng hay gọi là public account và hệ thống địa chỉ riêng tư hay gọi là private address dựa trên công nghệ UTXO hay còn được gọi là ZK address. Thì ZK address sẽ có khả năng là bảo vệ các loại thông tin bao gồm như là thông tin xác thực on-chain, danh tính off-chain. Đây là hệ thống địa chỉ riêng tư đầu tiên có thể tái sử dụng độc lập và có thể kiểm tra được. Ok, còn về Manta Pacific thì Manta Pacific là hệ sinh thái Layer 2 trên Ethereum dành cho các ứng dụng Zero Knowledge tương thích với máy chủ EVM. Thì mạng blockchain này sẽ cung cấp cái mức phí gas rẻ và khả năng mở rộng cho các ứng dụng Zero Knowledge thông qua cái ngôn ngữ lập trình là Solidity. Các tính năng nổi bật của Manta Pacific thì mình có thể kể đến như sau. Thứ nhất là tương thích với lại những cái máy chủ EVM. Thứ hai là tính năng Universal Circuit của Manta sẽ cho phép phát triển những cái ứng dụng Zero Knowledge dễ dàng hơn với ngôn ngữ lập trình Solidity. Và thứ ba là cung cấp cái khả năng mở rộng cao với mức phí giao dịch thấp dành cho các ứng dụng Zero Knowledge thông qua công nghệ ZK EVM và cái giải pháp Data Availability của dự án Celestia. Tuy mới chỉ được ra mắt vào tháng 9 năm 2023, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nhé, thì TVL của Manta Pacific đã có sự tăng trưởng thần tốc và hiện đã đạt đến con số khoảng gần 900 triệu đô. Ok, vậy thì điểm đặc biệt của Manta Network là gì? Thứ nhất là khả năng mở rộng cao với chi phí giao dịch thấp. Manta Pacific sử dụng giải pháp Data Availability của Celestia và OpenStack để mang lại khả năng mở rộng vượt trội, phí gas thấp. Thông qua tính năng Universal Circuit thì Manta Pacific sẽ mang đến một môi trường tối ưu để xây dựng và triển khai những cái ứng dụng Zero Knowledge. Thứ hai là thân thiện với các nhà phát triển. Cách tiếp cận multi-modular cung cấp cho các nhà phát triển cái sự linh hoạt trong việc gọi là tận dụng những cái công cụ nhận dạng riêng tư của Manta trên các blockchain khác nhau và trong môi trường Web2, bao gồm cả những cái ứng dụng di động. SDK và những cái khóa chứng minh hay gọi là proof keys của Manta sẽ cung cấp những cái giải pháp thân thiện với những cái nhà phát triển để họ tích hợp danh tính on-chain chỉ với một vài thao tác đơn giản. Thứ ba là tạo ra công dụng mới cho công nghệ Zero Knowledge. Manta Pacific sẽ cung cấp tính năng Universal Circuit. Đây là một cái thư viện Zero Knowledge giúp hỗ trợ những cái nhà phát triển thiết lập những cái hợp đồng thông minh và những cái DApp Solidity hiện có của họ. Và cuối cùng đó chính là việc hỗ trợ KYC mà không lộ thông tin cá nhân. Công nghệ ZKSBT của Manta Network sẽ cho phép người dùng xác minh theo cách là không cần sự tin cậy, đảm bảo tính phi tập trung mà không cần tiết lộ bất kỳ một cái thông tin nào. Công cụ này sẽ cung cấp những cái tính năng gọi là KYC on-chain mà không yêu cầu quét hộ chiếu hoặc là nhập những cái thông tin cá nhân nhạy cảm. Manta sẽ là native token của Manta Network. Dự án đã kêu gọi thành công khoảng 60,4 triệu đô từ các vòng gọi vốn private sale và public sale. Tại vòng private sale đã có khoảng 24,11% tổng số token đã được bán cho những cái nhà đầu tư với mức giá dao động trong khoảng từ 0,025 đô cho đến 0,5 đô trên một Manta. Và tại vòng public sale á,
thì đã có khoảng 8% tổng số token đã được bán với giá khoảng 0.36 đô trên một Manta. Total supply của Manta sẽ là 1 tỷ token. Trong đó, circulating supply vào ngày list sắp tới sẽ là 251 triệu token, tương đương với khoảng 25.1% supply. Manta Network cũng sẽ là dự án thứ 44 trên Binance Pool. Người dùng có thể tham gia bằng cách stake BNB hoặc là FUSD để farm Manta trong khoảng 2 ngày kể từ 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1, 2024 theo giờ Việt Nam. Tổng số phần thưởng trên Binance Pool sẽ là 30 triệu Manta, tức là khoảng 3% supply. Trong đó có 24 triệu Manta sẽ làm phần thưởng cho người dùng tham gia stake BNB, còn 6 triệu Manta sẽ để làm phần thưởng cho người dùng tham gia stake FUSD. Sau đó Binance sẽ list Manta vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Với những cái cặp giao dịch như là Manta BTC này, Manta USDT này, Manta BNB này, token Manta có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thứ nhất là quản trị. Holder Manta có thể tham gia biểu quyết cho các quyết định quản trị của cả mạng lưới Manta Pacific hoặc là Manta Atlantic. Thứ hai là staking. Người dùng cũng có thể staking Manta để đóng góp vào quá trình bảo mật mạng lưới. Thứ ba là phí cho mạng lưới. Manta Atlantic sẽ sử dụng token Manta để trả phí gas trên mạng lưới của mình. Và cuối cùng là cung cấp thanh khoản và thế chấp. Thì trong tương lai, token Manta sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái của Manta Network để làm tài sản thế chấp hoặc là cung cấp thanh khoản. Đội ngũ phát triển của Manta Network là tập hợp những giáo sư, những học giả, những người có nhiều kinh nghiệm trong thị trường crypto. Những thành viên nổi bật trong đội ngũ của dự án có thể kể đến bao gồm: thứ nhất là Sumo Chu, là co-founder của dự án. Ông hiện đang làm trợ lý giáo sư tại Santa Barbara và là nhà nghiên cứu hệ thống tại Algorand. Ông đã có kinh nghiệm làm việc với những nhà nghiên cứu crypto hàng đầu trên thế giới và từng thắng giải thưởng Turing, tức là giải Hiệp hội Khoa học Máy tính. Thứ hai là Kenny Lee, là co-founder và cũng là COO của dự án. Ông tốt nghiệp bằng MBA tại MIT và có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc mở rộng các công ty startup. Ông biết đến Bitcoin từ năm 2013 và có nhiều kinh nghiệm làm việc trong những cái dự án blockchain khác nhau. Thứ ba là Victor Zee, là co-founder của dự án. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard và đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ blockchain và tiền mã hóa của trường Harvard. Thông qua nhiều vòng gọi vốn khác nhau, Manta Network đã nhận được số tiền đầu tư lên đến 60 triệu đô. Các vòng gọi vốn này có sự tham gia của những cái quỹ đầu tư hàng đầu như là Binance Lab, Polychain Capital, Parafi, Spartan. Những cái đối tác nổi bật của Manta Network có thể kể đến giống như là Chainlink, Parallel. Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án Manta Network. Mặc dù dự án ban đầu có ý định xây dựng mạng lưới blockchain Layer 1 trên Polkadot, tuy nhiên thì hướng đi này của dự án chưa thật sự thành công. Mặc dù vậy, họ đã tiếp tục ra mắt cái giải pháp Layer 2 mang tên Manta Pacific với một hệ sinh thái khá đầy đủ. Giải pháp này đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn TVL lên đến khoảng gần 900 triệu đô cho đến thời điểm hiện tại. Sẽ khá khó để có thể nói trước được là dự án sẽ phát triển mạnh mẽ đến đâu trong tương lai. Nhưng với những hoạt động tích cực dạo gần đây của họ, thì mình nghĩ đây có thể sẽ là một cái dự án mà anh em đáng phải để mắt đến trong khoảng thời gian tới. Ok, vậy thì video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.